Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn được phát sóng hôm nay ngày 13 tháng 8. Và bây giờ là những thông tin đáng chú ý về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề xuất Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát phục vụ công tác kiểm soát giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất lắp mới 37 camera tại 37 giao lộ giải đều trên các địa bàn, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè và các quận 6, 7, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và thành phố Thủ Đức nhằm giám sát, trích xuất hình ảnh, xử phạt phương tiện vi phạm đi vào đường cấm, khu vực cấm cũng như phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, phát hiện kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông và sự cố giao thông để xử lý. Bến Phú Định ở phường 16, quận 8, bên ngã ba sông Cần Giuộc, chợ Đệm và kênh Đôi và kênh Đôi Tàu Hủ là bến đò lâu đời ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, một số dự án được triển khai ở bến với mong muốn cải thiện cảnh quan, môi trường khu vực. Trong đó, gần đây, khoảng 10 km bờ kè kết hợp xây dựng vỉa hè dọc kênh Tàu Hủ, Lò Gốm được kè lại chắc chắn, lắp lan can cao hơn 1,5m và làm vỉa hè rộng hơn 2m cho người đi bộ. Hệ thống chiếu sáng, cây xanh cũng đang chờ được lắp đặt. Việc thi công bờ kè và cảnh quan dọc bên dự án sẽ dự kiến hoàn thiện vào cuối tháng 10. Phần nạo vét cũng làm xong vào cuối năm nay. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề liên quan tới vụ cháy quán karaoke khiến cho 32 người tử vong ở tỉnh Bình Dương. Qua quá trình điều tra, gia đình của 32 bị hại đã yêu cầu Lê Anh Xuân, người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke, bồi thường số tiền hơn 27 tỷ đồng, bao gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần, cấp dưỡng nuôi con, nuôi cha mẹ nạn nhân. Gia đình bị can Lê Anh Xuân đã bồi thường cho 31 trên 32 gia đình nạn nhân tử vong và 3 người bị thương với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Mặc dù đã bước sang tháng cuối cùng của cao điểm du lịch hè, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, thành phố Vũng Tàu vẫn đang thu hút khá đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đa số du khách đến từ các tỉnh, thành phố lân cận. Không chỉ đổ về để tắm biển, nhiều khu vực vui chơi khác như Mũi Nghinh Phong, Tượng Chúa Kitô, chợ hải sản cũng trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp. Theo Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, riêng trong tháng 7 vừa qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách, doanh thu ước tính đạt 1.528 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8 tới đây thì thông tư số 24 về quy định cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Biển số xe 5 số đang lưu thông sẽ được tự động mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe. Và những ngày cuối cùng trước ngày 15 tháng 8 thì nhiều người mua xe cũ đang nhanh chóng thực hiện thủ tục sang tên chính chủ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hôm nay là tôi đến đây để làm cái giấy sang tên, đổi tên của chủ cũ sang chủ mới á. Thì khi mà vào đây á thì có một cái dịch vụ công á thì đăng ký lên khai báo mất khoảng tầm 5 phút á. Thì sau 5 phút đó thì sẽ có một cái tin nhắn về một cái mã tin nhắn gửi về. Đó, thì nãy giờ thì tôi cũng đang ngồi đây chờ thì để in cái phiếu hai đó ra thì tiếp tục là qua cái quầy số 4 để làm cái thủ tục tiếp theo. Thì cái thủ tục tiếp theo thì chưa biết, nhưng mà về cái việc mà khi mà khai như thế thì nó nhanh hơn trong cái việc mà sẽ ghi những thủ tục giấy tờ á. Thì theo tôi thấy là nếu mà bây giờ cái quy định là cái biển số nó theo luôn cá nhân mình luôn á thì cũng dễ, giống như nhà nước nó cũng dễ, hay cơ quan nhà nước cũng dễ quản lý nữa. Với lại những cái người dân người ta nắm được cái biển số xe của người ta không cần phải thay đổi nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng hôm nay trên lao động.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.